strong. Ok, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay tiếp tục trải nghiệm em bóng ma điển này mà. Mới mượn được một cái ạc có cái bóng này, mang vô trải nghiệm luôn ở cái level 7 ha. Thì hôm qua đánh với robot ở level 18 cho nên nhìn nó trâu. Bữa nay sẽ thử đánh ở cái level 7 xem là nó có mạnh không ha. Thì sẽ đi kèm với lăng kính đi anh em mà, để test cho nó được lâu lâu xíu. Hiện tại thì gặp lăng kính khá là nhiều. Ở đây gặp một bạn lăng kính Phượng Hoàng, đánh thêm yêu tinh để khống chế. Còn bên mình thì đánh lăng kính với bom để thêm đam ha. Và đánh cái con ma điện này để khống chế, gọi là búp cái khả năng trâu bò của cái con quái này nó lên thêm đó anh em mà. Thì ở level 7 thì nó được là 0. Được 2% khi mà dùng PP tăng cấp thì nó được 0.5%. Thì một con nếu mà ở level 7, một con ở level 7 này thì có thể tăng lên là được 4% ha, 4%. 4% một bóng. Thì ở cái cấp sau nó thì không biết là cái cấp sau là ở 1, 2, 3 chấm thì chắc ở số chấm cao thì nó sẽ tăng thêm không thì không rõ ha. Nhưng mà tăng bằng PP thì nó lên được 0.5. Tức là một con là được 4% là maximum, nhưng mà không thấy nói về cái số sao ở đây, thì không biết là một chấm thì được bao nhiêu phần trăm thì không rõ anh em mà. Nhưng mà nó có cái hiệu ứng cộng dồn đó, tức là nhiều con ma điện thì nó sẽ cái hiệu ứng bút giáp cho quái nó sẽ nhiều hơn ha, gọi là nó tăng cái sự trâu bò của con quái lên. Thì anh em cứ thấy cái nó có một cái vòng xoáy xoáy trong con quái đó, anh em cứ hiểu nôm na nó là một cái giáp đi, thêm một cái lớp giáp cho con quái nó trâu hơn thì bên kia sẽ bắn đau hơn, bắn sẽ không đau như là quái bình thường ha. Kiểu như nó có một cái siêu đó anh em mà, nhưng mà nó không phải là cái siêu bất tử như là luồng sáng ha. Thì ok, ở đây mình sẽ test với một bạn đánh cũng đánh lăng kính ha. Ở đây thì mượn một cái nick anh em trong team quay được cái em ma điện này. Cảm ơn bạn rất là nhiều khi đã gọi là cho mượn cái nick này để review ha. Mình quay hết chìa nhưng mà nó không ra anh em mà, nó không ra lăng kính luôn, mà nó còn không ra cả ma điện luôn anh em mà, khá là buồn, khá là chua. Nói chung là cái bóng mới này thì thường mấy cái con bóng mới ra cái tỷ lệ em quay hộp nó khá là thấp ha. Tại vì nhà phát hành đang muốn anh em gọi là mua cái hộp kim cương đó thì nó mới dễ ra. Chứ còn xài cái nhưng mà cũng không dễ đâu nha. Có thấy có một anh bạn chia sẻ là dùng 12.000 kim cương nhưng mà cũng không mua ra được anh em ơi. Hên xui lắm. Nói chung em bóng này thì mình thấy là cũng khá là ok nha anh em. Thì bữa nay sẽ test thử xem là không biết bạn kia lăng kính bao nhiêu. Lăng kính bên này thì mới là level 7 thôi, lăng kính level 7. Bom 15 thì phải, ma điện thì mới mở được cho nên là level 7 ha. Thì nói chung đánh yêu tinh thì nó cũng khá là khó chịu về late game khi mà nó bị cấm cái sát thương bạo kích đó. Thì cho nên là cái con đầu dòng mình chỉ để khoảng tầm 2 đến 3 chấm thôi. Nếu mà con đầu dòng nó bị ăn yêu tinh thì mình sẽ phá đi để mua con khác ha. Chứ nếu mà con đầu dòng mà bị cấm sát thương bạo kích thì nghe nó cũng hơi toạc đấy anh em mà, không ổn đâu. Còn mấy con ở bên trong thì kệ nó thôi, mình sẽ ưu tiên lên chấm ở mấy con bên trong ha. Mấy con bên trong là mấy con được hút đam ra mấy cái con ở ngoài cửa mà, cho nên là lên chấm ở bên trong chấm cao thì nó bị dính ưu tiên thì thôi cũng kệ nó, không cần phá, chủ yếu là cái con ở cửa thôi. Thì đấy, ở đây mình sẽ cố gắng lên, tại vì ở đây là level 7, ma điện level 7 cho nên là nó sẽ không có cái kỹ năng thức tỉnh nha anh em. Không có kỹ năng thức tỉnh là bút cái áo giáp vàng như là mình đi cái chế độ gọi là trải nghiệm đâu. Trải nghiệm nó level 18 rồi, cho nên nó mới có cái kỹ năng thức tỉnh. Còn ở đây là level 7 cho nên là đánh chay thôi. Tức là nó chủ yếu là mình sẽ lên những cái con ma điện chấm cao cao xíu ha. Ở đây có một con 4 chấm nè. Thì lên khoảng tầm 3 đến 4 con, 3 4 chấm gì đấy chẳng hạn. Nếu mà lên cao nó thì ngon ha. Ở đây mình đánh tăng trưởng để đặt chấm cho nó lên lẹ. Chứ đánh tăng sao thì nhiều khi gặp mấy anh em chơi dao rồi nghe nó cũng khó lắm. Đợt này anh em chơi dao khá là nhiều. Ở đây thì bạn bên kia đang tích cực búp ha. Thì đánh yêu tinh thì bên kia sẽ gọi là phải ghép các cái con yêu tinh vào.
đánh thêm Phượng Hoàng để phụ đam thì mình nghĩ là chắc level bóng lăng kính bên kia chắc cũng không cao lắm đâu. Ok, đây con boss ninja ra thì xem bạn bên kia có sốc được đam không ha. Ủa bị chém luôn nè anh em. Bên kia bị chém luôn nha. Cái con ninja nhưng mà không sốc được đam ha, bên mình vẫn sốc được. Bên mình bị bạn kia bút ưu tinh nhưng mà vẫn sốc được, bạn bên kia thì lại không sốc được ha. Có vẻ yếu anh em mà, có vẻ yếu nhưng mà không biết lăng kính level bao nhiêu mà thấy có vẻ yếu. Bên đây cũng lăng kính 7 thôi mà, lăng kính 7 thôi. Mình sẽ đi bom mà cái giai đoạn này thì nếu mà về late game mà bên kia nó vẫn còn trâu thì mình sẽ ghép hai quả bom lại ha để phân tán cái lượng lăng kính bắn ra. Nhưng mà nghe có vẻ đối thủ này cũng mềm anh em mà, cũng mềm cho nên là mình nghĩ là trải nghiệm khá là ổn. Thì nếu mà đánh cái con lăng kính này thì đánh cái con ma điện này thì nó cũng hơi tốn chỗ. Phải có một cái con gánh đam như là lăng kính chứ nếu không thì ở giai đoạn đầu nó cũng không có phát huy nhiều cái tác dụng đâu anh em à. Mình nghĩ là giai đoạn đầu thì cũng chưa cần thiết để mua nhiều cái con ma điện này đâu. Về late game khoảng tầm rau 6 độ lại rồi đi chứ, sau 6 trở đi thì bắt đầu lên ma điện cũng được. Chứ còn giai đoạn đầu thì mình nghĩ là không nên lên sớm. Tại vì giai đoạn đầu thì quái nó cũng còn yếu cho nên là lên cái con ma điện này sớm có vẻ nó kẹt bàn ha, kẹt bàn. Còn tầm rau 6 đi, thì rau 6 thì bắt đầu lên nhiều cũng được. Lên rau 6 bắt đầu lên nhiều thì ok ha. Ở đây thì bạn bên kia tiếp tục bút yêu tinh thức tỉnh nha. Nhưng mà hay là cái con đầu dòng của mình nó chưa có bị ăn, nhưng mà có khả năng là bị khóa ở giai đoạn này. Vì đam nó hơi ít cho nên mà đam nó hơi ít. Bên kia cũng bị khóa luôn anh em. Bên mình thì cũng bị khóa mà bên kia cũng bị khóa ha. Bên kia nghe có vẻ giết boss nó không có được mượt khi mà có cái con ma điện này nó bút cái giáp ha. Thì nghe có vẻ là không kill boss được trong vòng một đốt nhà mà mới boss thứ năm chứ mấy. Bên mình thì hồi nãy là cái liên kết nó bị mất ở mấy cái con đằng sau cho nên là nó hơi yếu đam anh em mà. Thở dài thì nhiều anh em kêu là level 7 có vẻ không ngon nhưng mà mình thấy chắc cũng ngon đấy anh em, mà cũng ngon đấy. Nhưng mà level 7 thì nó hơi nhẹ thôi, nó chưa có cái kỹ năng thức tỉnh cho nên là cảm giác nó hơi đuối ha. Nhưng mà thấy bên kia có vẻ đuối rồi nè, khi mà những cái con quái nó đã chạy lên được một khúc rồi anh em à, nó đã chạy lên một khúc rồi. Kiểu như là khi mà bên kia nó không sốc được đam vàng đó thì con quái nó có vẻ nó rất là lâu chết. Nếu mà bên kia không nổ đam vàng nha thì với cái lượng đam thường thì có vẻ là con quái nó chạy được một khúc rất là xa đó anh em à, rất là xa đó. Thì nếu mà tới cái trường hợp này thì khả năng gặp con tinh anh xanh thì nghe không có vẻ hơi khoai ha. Đây nè, con tinh anh xanh nó có cái cục đó, nó chạy máu nó trâu á, nó chạy được một khoảng xong rồi nó còn nổ ra mấy cái con tinh anh xanh nhỏ nữa, nó rất dễ làm cho lăng kính bị phân tán đam ha, nó rất dễ làm cho lăng kính bị phân tán đam. Lăng kính mà một khi mà cái lượng đam nó bị phân tán là rất là yếu. Đấy là với những lăng kính 7-8 thì nó nhanh đuối ha, còn lăng kính 12-13 thì nó lâu lắm, nó trâu lắm anh em ạ, trâu lắm. Meta mùa này mình nghĩ chắc vẫn là lăng kính thôi, tại vì nó đang khá là ảo diệu. Nó khá là ảo diệu cho nên là anh em mình nghĩ là vẫn đánh lăng kính rất là nhiều ha. Thì không biết là anh em có chia sẻ gì thêm về cái đội hình đánh ma điện hay không, tại vì cái con ma điện này thì mình thấy nó phối đội hình nó cũng hơi khó. Tại vì nó cần có một cái lượng đam đủ mạnh để nó đánh về late game. Mình nghĩ là con ma điện này thì về late game thôi. Về late game khi mà máu của con quái nó trâu thì mình nghĩ là nó mới có tác dụng nhiều. Chứ còn giai đoạn đầu thì nghe nó cũng không êm lắm đâu, làm chắc phải lên level cao ha. Chắc phải lên level cao thì nó mới ngon được. Ok, con boss tiếp theo là con boss đội hai bóng. Bạn bên kia nghe có vẻ nó đuối đam dữ vậy trời. Nghe có vẻ đuối đam anh em à. Bên mình thì còn cái lượng bom cho nên là cũng đỡ ha, cũng đỡ. Với lại cái con đầu dòng của bên mình thì nó chưa bị dính ưu tinh, nó cũng khá là hên. Cũng khá là hên khi mà bạn bên kia bút liên tục nhưng mà lại không ăn được cái con đầu cửa. Nếu mà con đầu cửa mà bị ăn thì mình cũng phá thôi anh em à, phá thôi. Chứ để nó không có sát thương bạo kích thì nghe nó ớn ăn lắm. Ok, nếu anh em coi video clip đây thấy hay thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Anh em có ý tưởng gì với cái em ma điện này thì có để chia sẻ với phần comment. Theo mình thì em bóng này kết hợp cũng khá là khó. Khá là khó tại vì nó cần có cái con gánh đam. Ở đây bạn bên kia nghe có vẻ đuối đuối anh em mà. Có vẻ đuối đuối rồi.
Thì anh em có ý tưởng gì hay thì có thể để chia sẻ với phần comment ha, hoặc là có phân tích gì về cái em bóng này thì cũng chia sẻ với phần comment chúng ta cùng thảo luận. Hôm qua thì có hai bạn tranh luận về cái việc là lên bao nhiêu bóng thì nó được maximum đó, thì mình cái này mình cũng chưa rõ lắm cho nên chưa dám phản hồi. Tức là lên tại vì mình không hiểu về cái số sao ha. Nó chỉ để bóng là 2% và nâng cấp bằng PP thì cộng thêm 0.5%, còn cái về mặt là 1 2 3 4 5 6 7 chấm thì không thấy nó nói, không biết là anh em là ví dụ 1 chấm thì nó được bao nhiêu phần trăm, rồi lên 3 chấm, 5 chấm, 7 chấm thì nó lên được bao nhiêu phần trăm, thì anh em có biết không? Có thể để chia sẻ cho phần comment ha. Ví dụ như ma điện 2 chấm với ma điện 4 chấm thì mình nghĩ nó phải khác nhau nhỉ? Nó phải khác nhau đấy, nhưng mà không biết là cái chỉ số nó là bao nhiêu thôi. Thì anh em nào biết thì có thể chia sẻ cho phần comment chúng ta cùng tranh luận ha. Ok, ở đây thì bạn bên kia cũng lên được những cái con lăng kính khá là bự ở đầu dòng. Thì không biết là đoạn này thế nào nhưng mà thấy nó có vẻ đuối đam này anh em à, nghe đuối lắm. Ok, thì có khả năng là tới khúc này phân tán đam là nghe sắp đi anh em à. Tới phân tán đam tới cỡ này là nghe nó có vẻ sắp đi đó, mình thấy mới level 7 thôi nha. Ok, nếu anh em coi thấy hay thì đừng quên like và subscribe để ủng hộ kênh của mình nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Để xem bạn này lăng kính bao nhiêu mà ấy đây. Ồ, lăng kính 8 đấy chứ. Ok, bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em ở các video clip tiếp theo. Bye bye.